Học-từ-đầu.com mà giới thiệu một cái trang web mà rất hay, nó cho phép chúng ta tạo ra những cái biểu tượng 3D. Đó là trang web và 3D tin.com. Khi mà chúng ta vào cái trang web này thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như sau và chúng ta có thể dùng để mà tạo ra những cái biểu tượng 3D mà chúng ta muốn. Ở đây tôi có thể ví dụ một cái biểu tượng. Các bạn phải hơi khéo tay một chút nếu mà chúng ta muốn tạo ra cái biểu tượng. Di chuột cho nó chính xác. Nhiều khi thì nó hơi khó tạo một chút, nhất là những cái mà chúng ta muốn tạo cái hình nó tương đối phức tạp. Nó hay bắt điểm chưa được tốt lắm. Ví dụ như tôi muốn đi trên mặt phẳng thứ hai thì hơi khó. Có một số cái thao tác của nó hơi khó. Chữ cộng. Không biết cái có pan được không? Kéo được sang cạnh không? Có vẻ hơi khó điều khiển chút. Tôi muốn viết chữ T mà có vẻ hơi khó. Dịch sang sau. Sang cạnh như thế. Đây, muốn sang một cái sang một cạnh này thì không sang được. Có lẽ là phải dùng mẹo một tí. Muốn làm cái cạnh rất là khó. Biểu tượng à, chê. Trong cái giao diện này thì không không sửa được. À, đây là nhân đôi. Khá là vui. Thử lại.
họ điều khiển này. Nó như là xếp đồ ấy, chúng ta rất khó xếp lên một cái khoảng trống mà nó không có. À, thử dùng một cái nghệ thuật xóa à, cũng là một kiểu làm rồi. Ok, thế mình biết cách làm rồi. Rồi thế thì mình đã biết cách để làm ra các cái chữ mình muốn rồi. Nên tạm thời dùng cách này vậy nó hơi mẹo vực một chút, nhưng mà cũng là một cách để mà chúng ta có thể tạo được ra những cái khoảng trống. Đấy. Rồi. Nó bị sao tôi bị tự nhiên bị nhân đôi. Không biết là bấm vào cái gì mà nó bị đối xứng cái này nhỉ. Chưa, lại bị nhầm symmetric. À rồi ok, do mình để nhầm cái symmetric cho nên nó bị hiện tượng đối xứng. Và chúng ta làm lại Ctrl Z là cũng cho phép chúng ta làm lại giống như các cái phần mềm thông thường. Nhỡ lỡ kích vào symmetric cho nên làm việc nó hơi khó chút. Nói chung phần mềm mà chưa được nó chạy chạy trực tiếp trên web nó hơi bất tiện chút. Có nhiều cái tôi tạm thời chưa nghĩ được cách mà làm sao mà xóa được làm một cái cục ở trên không được. Pan mình chưa cách pan, tức là mình di chuyển đây chắc là đây. Undo, redo, file, saver, cái này là cái gì, move. À, còn nó xoay được rồi, đảo chiều, nó có nhiều thao tác phép. Đây là những cái hình được người ta xây dựng sẵn. À đây, pan đây. Rotate and pan view. Không xem được lại cái đoạn ở góc kia nhỉ. Xem ra cái điều khiển này hơi khó. Mình muốn lấy lại cái đoạn ở đầu này để mà điều khiển nó nhưng không biết cái nút gì để làm được. Đây là mấy cái nút saver này. Hồi tạm thời mình thử saver phần. À, phải đăng nhập với lại có thể saver được. À, chà chà, là cái hình khá đọc.
Mình phải tìm ra cái cách để mà pan nó ra, kéo kéo không được, ship kéo cái này sang bên mà không sao kéo được, chuyển lùi cũng không được. À, bây giờ thử cho nó nhỏ lại. Ừ, có lẽ cách duy nhất là cho nó nhỏ lại thì mới nhìn được cái góc kia. Rồi, bấm vút vút là để viết cái này là gì nhỉ? Đổi màu. Đây, nói chung dùng khá tiện. Viết chữ O thì có vẻ khó. Muốn viết cái chữ mà nó sâu hơn đúng nữa thì càng khó nữa. Thử đăng nhập phát nhá, login. À, có thể login được bằng Google, rất là tiện. Chữ viết đang viết giờ học từ đầu, viết giờ học học từ. Kệ cái này, export cho nó ra cái dạng. Giá nó xuất được ra tặng gift hay tặng gì thì vui nhỉ, không em mình đánh chụp hình vậy. Thử xem. À, có bạn Nguyễn Mạnh thì xếp lung tung. À đây, xếp được, hình như xếp được xuống đáy này. Hình phức tạp quá. Họ làm bóng đổ cũng chưa được tốt lắm. Làm như vậy thì làm sao mà nhìn được.
Đây, hình này khá phức chắc có phải đục đẽo ác lắm đây. Tiếc là hình như nó không có chức năng xuất ra.